mọi người nhá. Các bạn nhìn thấy an toàn không? Tôi sẽ là người trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Cảm xúc của Toàn như nào khi mà nhận chiếc băng đội võ? Thì em cũng rất là vui khi được ban huấn luyện mọi người tin tưởng giao chức đội phó như vậy. Thì đây cũng là lần thứ hai rồi nên em không có quá nhiều điều gì đặc biệt lắm. Theo như Toàn thì vì lý do gì mà Toàn lại được bầu làm đội phó? Em nghĩ cái đấy phải hỏi ban huấn luyện nhưng em không biết. Bạn ấy nhìn thẳng vào giữa nhá. Toàn cảm thấy phong độ của mình trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia như thế nào và bạn có tự tin vào trận đấu sắp tới hay không? Em thì em vẫn đang tự tin vào phong độ của mình đang có. Thì trong thời gian tham dự V-League vừa rồi thì em cũng đã rất cố gắng để thiện bản thân mình, thì em rất tự tin hướng về trận đấu tới ở Thái Lan. Theo Toàn thì đội tuyển Thái Lan đợt này thì những cái khâu nào là mạnh nhất của họ? Em nghĩ là các cầu thủ Thái Lan thì đợt này họ sẽ có sự phục vụ của Chanakhip, thì em nghĩ cậu ấy là một người rất là hay, kỹ thuật tốt và tạo được điều đột biến trên sân. Em nghĩ là đó chính là mối nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam sắp tới. Thi đấu ở phía trên thì Toàn đánh giá thế nào về hàng phòng ngự của Thái Lan? Em nghĩ hàng phòng ngự của Thái Lan thì họ cũng là một đối thủ ở Đông Nam Á, thì em nghĩ họ cũng không có gì mạnh lắm nên so với cả mặt bằng chung của Đông Nam Á mình, em vẫn tự tin vào bản thân mình. Ở khoảng thời gian này thì thầy Park đang cho chúng ta rèn những cái mảng biến gì, những phần yếu tố chuyên môn nào? Chiến thuật thì thời gian đây thì do cũng mới tập trung thôi nên cũng không có gì đặc biệt lắm nên hiện tại chúng ta đang hồi phục tốt cho bản thân mình để có đạt phong độ tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Toàn thể chia sẻ một chút về việc ban huấn luyện và các cầu thủ đón nhận thế nào về thông tin là Quang Hải sẽ bị một chuyến bay và không thể tập trung sớm toàn đội. Em cũng chưa rõ thông tin đó như thế nào nhưng mà thì em chỉ tập trung từng ngày và những buổi tập thôi ạ, chưa có gì đặc biệt. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan này thì chúng ta đã làm những cái hạng mục công việc gì và có cái sự khác biệt nào trong cái cách chuẩn bị cho trận đấu này so với những trận đấu trước đó không ạ? Thì chúng em cũng và ban huấn luyện cũng tập trung tập luyện thôi, cũng bị hiện tại thì cũng chưa có cái gì mà để chuẩn bị, vì chúng em tôn trọng tất cả các đối thủ mình gặp mặt sắp tới, thì chúng em cũng sẽ chuẩn bị như những cái trận đấu AFF Cup hay là ASEAN Game vừa rồi. Nên cũng em cũng không có chuẩn bị một cái điều gì mà quá đặc biệt hết. Và cuối cùng nhé. Và chắc chắn là Văn Toàn là người nói chuyện nhiều với Công Phượng nhất. Thì trong những cái câu chuyện hai anh em nói chuyện với nhau thì Công Phượng tâm sự điều gì và bạn ấy có tự tin vào cái phong độ của mình không? Có áp lực gì cho Công Phượng ấy? Thì chúng em cũng thường hay nói chuyện với nhau thì chúng em thấy cậu ấy không bị có áp lực gì hết về bản thân của mình, thì cậu ấy tin tưởng vào bản thân cậu ấy và chúng em tin tưởng vào cậu ấy nên em hy vọng cậu ấy sẽ có phong độ tốt để trận đấu sắp tới. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn Toàn. Cảm ơn. Có một bạn